cùng với cho ta nhiều điều hay, mà vì cho ta không năn lấy, hãy lo toàn mai nghĩ suy cho sâu xa. Một ngày không xa mình nhận ra, mọi việc xung quanh luôn ý nghĩa, hãy bao dung hay nghĩ suy tích cực hơn. Ngày đó ta sai lầm, cuộc sống trôi xa xăm. Ngày đó ta buồn vì bạn chẳng đến bên cạnh ta. Hôm nay ta đã đi thật xa. Oh yeah, oh yeah. Chắc ba lô và ta hãy bước đi đến một ngày nào đó sáng nắng và chiều gió, thổi bay hết nỗi lo. Cuộc sống công việc nó rất vội vàng và gian khó, không chừa một ai đâu đó. Cuộc đời mình là một vòng tròn, tựa như bánh xe lăn vòng vòng ngoài đường. Nhiều khi vấp ngã là bình thường, quan trọng là phải đứng lên được. Và điều gì đẹp thì mình làm, điều gian dối chỉ cho một người phàn nàn. Lòng nhân ai sẽ là lòng vàng, hãy sống cho đời vội vàng. Hãy đứng lên đi nào, và cố đi xa vào. Hãy đến nơi nào mà mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Phải làm một điều gì đó. Này, ngày khá là đánh lỗi. Chở cùng mấy anh em ra phố uống sinh tố thì nước ép bưởi khá là ngon các bạn. Rồi các bạn, nước ca khúc lề đường nha các bạn. Làm một điều gì đó. Diễn viên Lâm Gia Phong đến từ Hàn Quốc, dịch ra tiếng Hàn là quanh song song. Anh nha xíu anh có thể nói vài câu tiếng Hàn Quốc cho quý vị các bạn nghe được không? Để chúng tôi ước định kênh Đắng TV, một kênh blog của năm nghệ sĩ Phan Cường. Anh nha xíu, sao đang nghe vô? Ajinomoto. Sao nữa ạ? Đó rồi, biết rồi. Anh có thể dịch ra tiếng đó là nghĩ gì không? Anh yêu em. Trời ơi. Xin chào. Vậy thôi hả? Ừ. Ok, cảm ơn anh đã đến với kênh Đắng TV chúng tôi. Ok, chúc anh sẽ ngày càng ở gần gần như lại chúng tôi, đừng đi xa nữa.